tiên là Vê sẽ cắt thử cái bịch bột kim châm mọi người. Bịch bột gì trời? Hả? Hiệp sĩ. What? Hiệp sĩ đạo báo thù 10 năm chưa muộn. Mọi người, đó là hôm nay bà V sẽ làm một cái vlog đầu tiên cho cái series là tối nay ăn gì nhỉ. Anh có tham gia nữa. Nghe không, nghe không? Nhưng mà mọi người sẽ thắc mắc là tối nay ăn gì có nghĩa là sao đúng không? Đó là mỗi buổi tối cứ từ 6 giờ tối cho đến 11, 12 giờ khuya. Nói chung là trong cái khoảng thời gian đó thì bà V đói bụng hay là có những cái món nào mà nó độc lạ trên mạng á mọi người, thì bà V sẽ order về và ăn thử cho mọi người xem coi hương vị như thế nào nha. Đầu tiên là hôm nay có một cái món bữa bà Vy đi siêu thị mua. Đây là cái trà sữa tự pha nè mọi người. Bubble tea gì đó. Trong đây là vừa có cái bịch trà sữa mà vừa có cái bịch chân châu luôn nha. Nói chung là mình tự pha nhà uống luôn. Với lại hôm nay là bà Vy có phát hiện ra một cái quán này rất là ngon, chuyên bán đồ Hàn Quốc nha, rất là đỉnh cao luôn. Nên V đã nhờ mấy anh rap đó mọi người ship qua, đang đợi mấy ảnh qua rồi ship. V sẽ review cho mọi người xem ba món đó là gì hen. Thì trong cái khoảng thời gian mà chờ đợi mấy anh cờ rap tới thì bà V có nhờ anh Đức Đức làm ảnh về clip mới của V, đó là sử dụng tất cả đồ màu tím với mon nha mọi người. Tím xanh ơi, màu mè quá lá hẹ. Tại vì màu tím là màu mộng mơ với màu chống thủy đó anh. Là V này mới làm cái series hết 7 sắc cầu vồng luôn. Cái màu nào tôi cũng làm ảnh bìa cho bả hết trơn. Riết giờ mắt của tôi là giống như con tắc kè vậy đó. Đó, anh Đức đang làm rồi mọi người, thấy ghê không? Trời ơi, bà nội Vy bà chua mỏ dữ thần ha. Ủa, cái đồ đây nè, bó nè. Chắc Aquaman ngồi giữa giống như là sư tử Simba trong phim của Disney vậy. Ê, Vy, mốt rồi đó, hình này là cái anh cắt cái hình vuông ra, cái anh làm ảnh thẻ cho con mo. Mình làm cái lục lạc mình treo trước cổ vậy cho nó chạy lắm. Dễ thương. Hình như là người ta có làm cái tên để gắn lên luôn á anh. Ui, gì dễ thương quá vậy. Ok, vậy bây giờ anh đặt cho em hai cái đi. Bà V này ăn uống kêu người ta đi lấy giùm mà mệt gì đâu làm biết chịu nổi luôn á. Quên là tổng cộng là 200. Rồi cảm ơn anh. Bà V ơi, tối nào cũng ăn khuya ăn chín mặt. Mập đâu, mọi người thấy bà mập không? Chứ tôi là tôi thấy tôi mập chứ tôi không thấy bà mập chút nào. Ở đây thì bà V có kêu ba món nha mọi người. Thứ nhất đó là tteokbokki thập cẩm. Còn thứ hai là mì udon xào bò. Trời ơi, udon mà xào bò. Còn thứ ba là gà rán ở đây. Gà rán là có gì đâu lạ. Ủa mà gà rán phải đồ Hàn Quốc không anh? Không biết nữa, tại vì anh thấy nước nào cũng có gà rán hết trơn á. Thôi kệ đi, có ăn là được. Vô. Ok, bây giờ bà V sẽ đổ ra dĩa nha mọi người. Đây, cái này rất là tteokbokki gì nè. Đúng rồi, tteokbokki. Cái này là cái gì vậy? Cái hộp này gắn của em nó quay. Ủa, sao nó quéo dữ vậy? Nóng quá, nó quéo dữ, bà nội ơi. Trời ơi, cái miếng gà rán nó bự, ai chết tôi rồi. 5 cục gà rán. Ủa, sao nó tròn quay giống như là cục xôi chiên vậy bây? Ủa, ở phía trong là gà đó anh. Cái bà V này là bà khoái ăn mà gà viên lắm. Chứ bà không thích ăn gà mà có xương nha, bà thích ăn thịt không thôi à. Còn cái gì nè? Đây là mì udon xào bò nha mọi người. Ở đây là có rong biển nè, có bò đó nè. Đổ 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 đi, đổ đi. Trời ơi, một phần này là hai người ăn hết nước. Quá trời luôn. Tiếp theo sẽ là cái món đặc biệt của chúng ta hôm nay, đó là tteokbokki thập cẩm nha. Hình như Vy nhớ là cái phần này là nó có rất là nhiều đồ ăn luôn. Có mật nè, có bánh gạo nè, rồi có nhiều lắm luôn. Ủa, tteokbokki gì đâu mà giống như là hủ tiếu xào hải sản vậy. Tteokbokki người ta chỉ có chả cá chứ có còn cái này có mực nữa ngộ. Cái này thật chẳng. Trời, có con tôm nữa. Trời ơi, nghe mùi kim chi nồng nặc luôn. Có xúc xích nữa nè. Ở cái muỗng chế ra nha, không có đổ à. Chơi. Không sao. Trời ơi, đồ ăn nè trời ơi trời. Trời luôn. Chắc bây giờ mình phải múc bớt nước thì ra bó Vy. Nước quá trời luôn nè. Đúng rồi, ok. Đợi bà Vy xích nha. A few moments later. Vừa khui cái bịch trà sữa tự pha nha mọi người. Ở đây là chờ cái gì vậy? Giống như là
là bịch combo nước xả giải gì đó. Ồ giống thiệt. Mà cái này á là bịch trà sữa chân châu nha mọi người. Còn đây là cái bịch chân châu thiệt nè. Chân châu thiệt nó ở trong đây nè. Ủa cái này là áo vậy? Ồ có chân châu thiệt luôn. Ủa nó ướt là bây giờ là người ta nấu sẵn cho mình luôn chứ không phải là cái loại khô để bị ướt ra. Đúng rồi, nên hả cái loại này á là bà V chỉ cần á là cắt cái bịch này ra pha với một miếng nước sôi rồi xong trộn đều rồi xong tiếp tục là bỏ cái chân châu này vô rồi mình bỏ đá vô ướt được thôi. Đây nè cái bịch cái thạt chân châu cục ướt luôn nè. Đây đầu tiên là V sẽ cắt thử cái bịch bột chân châu nha mọi người. Bịch bột gì trời? Hả? Hiệp sĩ. Hiệp sĩ đạo cáo tù 10 năm chưa muộn. Vì bột thì giống như là trà Netty, trà chanh. Ê món này không phải bột chân châu này là bột trà sữa mà nói cái này nó chân châu nè. Tiếp theo bà V sẽ bỏ một chút nước sôi nha. Đó. Chuối thơm nhở. Bỏ thử đi. Ủa thơm quá rồi cái muỗng đâu. Quên mất anh ơi. Với cái đũa. Trời ơi gửi xíu đũa đâu ăn bà nội. Trời ơi nó còn nóng dữ bà nội ơi. Đó trà sữa đã pha đều ra rồi mọi người. Tiếp theo mình sẽ bỏ chân châu vô nha. Trời ơi cái kéo của ta ở đây không có đâu đây. Nó nha. Đó, hướng dẫn sử dụng dùng theo hướng dẫn trên gói trà sữa. Ủa kia trời. Tự nhiên cái ghi hướng dẫn trong đây. Dùng kèm gói trà sữa. Vậy là muốn dùng cái bịch này là phải có mua thêm cái gói trà sữa. Nó dùng hai bịch lại với nhau đó. Ủa đây nè chân châu nè mọi người. Đó. Ủa chân châu giống cục thật vậy. Chân châu giống như bà nói ơi. Vậy cục rau câu vậy. Tôi ăn chân châu nhiều nên sẽ cắt ra hai bịch. Ghê vậy. Đúng rồi chị chân châu. Nè anh tự pha bịch của anh đây rồi. Ủa chung chung hả? Chung. Trời ơi chân châu hả? Chân châu nhiều lắm rồi đấy nè. Chân châu này có mùi cà phê Vi ơi. Ồ chân châu cà phê, chân châu đường đen. Ủa vậy hả? Chân châu đen. Ừ. Và tiếp theo bà V sẽ bỏ đá vô nha. Bây giờ V không có pha thêm đường luôn để xem cái vị trà sữa này nó như thế nào. Coi nó có ngon như lời đồn không? Lời đồn trên mạng đó mọi người ơi. Dạo này trà sữa tự pha này nó đang hot lắm luôn. Tuổi uống trà sữa phải ra ngoài mua bây giờ ở nhà mình cũng tự pha mình uống được luôn hả Vi? Chắc là trà sữa này nó sản xuất để chống dịch anh ơi. Để chống dịch cho mấy bạn trai trẻ giống như là Vi nè không có cơ để thời gian đi ra ngoài được á, bị cách ly á, mua về nhà rồi tự pha rồi tự uống. Qua thì đó bà Vi với anh Đức vừa pha xong hai cái ly trà sữa rồi, bây giờ mình sẽ thử tới đồ ăn đi mọi người để tí rồi mình khen Đức một lúc trà sữa sao đó chứ nãy giờ đói bụng quá. Ủa cục này là cục gì vậy Vi? Đây là cục sò điệp. Ủa sò điệp sao ra đương hành viên ngộ hả? Ừ sò điệp mà hay ăn cá viên chiên á mọi người. Còn đây thanh cua nè quá quen thuộc luôn. Ăn thử cục sò điệp nghe. Còn cái này là hình như cái này là con tôm giả anh ơi. Cái con tôm mà chiên trong cá viên chiên chứ phải là con tôm tươi của mình. Đây bà V sẽ giới thiệu là trong cái món tobuki thập cẩm này có những gì nha. Thứ nhất đó là sẽ có chiếc cúc. Ừ chiếc cúc nè đó. Chiếc cúc. Ừ thứ hai là có con tôm giả mà nói ơi. Thứ ba là có chả cá. Rồi thanh cua đó nè. Dạ cá viên chiên cũng có luôn. Này là tôm viên chiên mà nói ơi. Ừ. Này mới là cá nè. À đúng rồi đây nè. Cục cá nó nhạt nhạt hơn còn cục tôm thì nó đậm hơn. Ý có nè, có đậm hơn đúng rồi. Ôi có kim chi nữa nè mọi người. Ý có bò viên nữa nói. Có bò viên nữa. Wow rất là ngon nha. Cái này là kim chi nè. Là bánh gạo. Đúng rồi. Thôi ăn cái chỗ nãy giờ đói bụng quá bà nói ơi. Quảng cáo gì quá ăn cho em đi. Đó. Cái này thì ăn la xét cho mọi người chứ không cần chấm tương chấm ơ gì hết. Trời ơi nãy coi người anh tuổi con tôm thiệt không mà. Đúng rồi. Coi người này là con tôm giả. Mà nhìn sao giống thiệt quá ha. Con tôm mà mọi người. Hình như cái này thập cẩm là như kiểu là bỏ mấy cái đồ chiên vô để nấu thành tobuki anh. Chứ phải là mấy cái đồ tươi tươi đúng không? Thanh cua là làm bằng từ thịt con cua hết à? Thanh cua làm từ thịt cua. Yeah. Chẳng lẽ thanh cua làm từ thịt cá mà nói ơi. Này tiếp theo bà B sẽ ăn miếng kim chi hả? Hồi nãy mọi người có thắc mắc tại sao cái ly của tôi đậm hơn ly của bà B không? Tại hồi nãy tôi pha một bịch vô tôi thấy nó lạc quá nên tôi pha hai bịch luôn. Thành ra cái ly của tôi đậm hơn của bà B. Khoan mình phải uống thử xem cái ly anh nó bị ngọt quá không nha. Cái ly của tôi hơi ngọt vậy. Ok nhưng mà cũng ngon. Đặc biệt là cái này uống nghe có mùi trà luôn đàng hoàng. Đúng rồi, thơm nghe mùi trà luôn. Hình như một cái hộp này là bà B mua trong siêu thị tầm có 5-60 bà. Nhưng mà mình pha được ra tới 8 ly trà sữa luôn á anh, có chân châu luôn. 8 ly trà sữa. 50.000 mà chia ra nhiêu tiền? Ly nhiêu? 6.000-7.000 à. Đúng không? 6 x 8 x 8. Trời ơi, bà nói á. Đó, tiếp theo là bà bên sang thử cái mì udon. Cài quá, ăn trải một hồi luôn em. Ồ, thôi em thử mì udon đi nè, mì udon Hàn Quốc anh. Đây, bây giờ em sẽ xót cái chén cho anh Đức.
Ủa mì udon là tụi tụi ăn với hải sản chứ sao mày ăn với bò lại vậy ta? Tại em kêu mì udon bò. Ủa gì chứ tính ra nhưng mà mì udon là ăn với hải sản mới đúng đúng không? Vậy hỏi em nói biết đâu. Em chỉ biết ăn mì udon thôi. Ủa ăn mì với nước tương hay với tương ớt gì vậy? Em nghĩ là bò hãy chấm với tương ớt thôi với lại sốt mayonnaise, còn mì thì ăn không vậy đó. Tại nước luôn nè. Đúng rồi, dưới đây có nước sốt mọi người. Đây nè, cái mì udon này là nó có sẵn nước sốt ở dưới đây đang khui luôn nè. Uống rất là ngon. Ê nhưng mà em báo anh chị ăn cay rồi. Cay nữa? Tự nhiên hôm nay đủ tôi ăn toàn là đưa món cay không kỳ quá. Còn nước gì cay nữa bà nội ơi. Kỳ quá. Tao không biết ăn cay mà cũng cay. Ủa cái mì nó dai dai giòn giòn ha. Ngon ghê đó. Bà bên sẽ ăn thử miếng thịt bò chấm. Ngon biển. Ngon biển thịt bò ngon ghê anh. Ngon quá à. Trời ơi, thịt bò này nó mới làm tái lên ăn ngon ghê luôn, vừa miệng ghê luôn. Trời ơi, buổi tối mà ngồi coi clip. Cay à? Buổi tối mà ngồi coi clip bà bê là thèm chết cho bà nội, ừ chết luôn. Cái mì udon này nó dày ghê, ngon quá. Ngon. Yeah. Ăn chung với chả cá. Ăn với miếng thành cua. Ngon quá, nãy giờ chưa thử chả cá nữa nè. Tôi thích món này rồi, nó lại ngon hơn món này. Cái này nó đỡ cay hơn mười. Cái mì đang thui nè. Hồi nãy nhìn vô tủ không cay, nhưng thật ra ăn vô tủ nó cay hơn này nữa. Mà ngon mà. Thôi anh không có ăn cay ăn gà gán đi. Có gà gán bệnh kìa. Cay quá ăn thổng lưỡi. Ủa? À quên nữa, nếu mà mọi người thích á hả, những cái video mà bà Bê làm ăn khuya như thế này nữa thì nhớ comment ở phía dưới nha. Bà Bê sẽ thường xuyên làm mà những cái món đồ ăn khác lạ cho mọi người xem. Anh ăn trứng cút hả? Em ăn trứng cút luôn. Cái này á là mỗi thứ đều hai đều nhau á. Hai con tôm rồi hai viên tôm chiên. Tôm chiên. Cá viên rồi hai viên bò viên. Hai viên sò điệp. Nhưng mà hành cua là ba miếng nha. Còn chả cá nó vậy có ăn miếng nào không? Có. Hàng chỉ có con biết thì tôi lấy luôn miếng này. Ủa mọi người, tôi nghe nói là không biết ăn cay hay là ăn cay dở là không có biết ghen không ta? Dạ. Không biết ăn cay. Đèo tin. Dạ, ăn thử con tôm coi, con tôm giả coi ăn nó có giả hay không. Nó không giả đâu. Ừ. Nó không? Giả hả? Đâu em cắm đi ta. Giống gì ta? Đúng không? Giống như... Không giống tôm thiệt lắm. Đúng rồi. Mày nó giống gì ta? Nó giống chả cá. Mà chả cá giống như chả cá viên chiên vậy đó. Yeah. Thôi nói chung là nó giống con tôm giả đi. Chứ giờ tôi cũng biết nó giống cái gì. Ông dạy á, nãy chứ ngồi quán hết hồn à. Đó, bây giờ bà Bê sẽ ăn thử miếng gà gán nha mọi người. Đó, thử chưa, trời ơi. Ủa, mà sao cái miếng gà gán này nó tròn quay giống cái cục xôi chiên vậy Bi? Em không biết nữa, hồi đó là bà Bê mua bên cái quán này á. Là hả, cái cục gà gán nó tròn quay như cái băng dĩa anh mà chút xíu vậy nè. Còn bây giờ cái bà này là bà thôi làm ra bè bè vậy nè. Vậy là chắc là bà lấy cục gà, cái bà để miếng hớt, bà lấy ra bà đặt cái bẹp cái cho bà tẹt. Ghê hả? Hy vọng cái món cuối cùng này nó sẽ không có cay để tôi ăn được. Yeah. Không, không cay đâu. Mỹ nè, giờ chấm tương ớt thì mới cay thôi. À, bây giờ sẽ ăn mọi người. Ê, đừng hắt. Anh cầm hai đũa dễ xíu tẹt ra cái là nó gớt một gà luôn á. Trời, anh đang lấy thì thiện mà. What? Không có ăn, nó bán rồi mọi người. Chát ghê thôi, bà Bê ăn đi kệ, kệ, kệ ổng. Nè, bây giờ bà xoay, 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 giống là rác trong cáp thê quá à. Ủa vậy hả? Nè, có nguyên một miếng gà bự luôn mọi người, thấy ghê không hả? Trong là nguyên miếng gà thật không luôn. Yeah. Ngon lắm anh. Tới tụi. Ăn đi, nãy giờ quậy quá à. Đúng rồi. Ngon không? Công nhận gà gán ở ngoài là ăn ngon luôn á. Ăn miếng gà xong uống trà sữa. Nó giòn giống như ăn chả giò quá. Nấu ăn thơm nữa. Như là chiên chả giò ăn. Tôi đu hay bà Bê làm cái story mà ăn khuya này chắc mốt tôi mập lên luôn quá. Có phải tôi luôn mọi người, cái mong gì đó. Trời, tự nhiên sáng tôi xin chó. Ê, giờ đồ quá. Mọi người ơi, sau một hồi nhọc nhằn ăn bánh ơi thì cuối cùng hai cái bụng cũng bự chà bá luôn. Nhưng mà không hết đồ ăn anh ơi. Hồi chiều rồi tôi ăn cơm với lão nó ra rồi. Bà Bê này bà không ăn, tự nhiên giờ bà order về bà kêu tôi vô ăn, bà tôi no muốn chết luôn. Ủa, tại vì một phần này lạ là hai người ăn rồi mà bà Bê kêu tới phần lợn nó rất là nhiều luôn mọi người. Ôi, hay là mấy cái phần này còn dư vậy nè, mình đem ra cho Na với Mon ăn. Yeah. Ủa, Na với Mon ăn đồ ăn đồ Hàn Quốc luôn bà nội ơi. Ủa, cay gì rồi nó ăn được không? Không, em sẽ vớt cái nước ra chỉ lấy cái cho Mon với Na thôi. Yeah. Này cái phần này chắc lấy bò thôi, khỏi cho Mon với Na ăn. Đúng rồi đó. Cho Mon với Na đi chứ nãy giờ nó kêu ngoài hoài. Ủa, là ăn sụm ngoài mọi người kêu cho ăn với bà nội về.
Bà Bê bỏ tay ra, bà cái gì trong đây nó khác bà Bê. Bà gái chịu trách nhiệm tôi không biết. Hồi nãy hình như anh sắp đồ vô mà anh chạy theo không? Chị ghê mà mọi người, nghe mùi đồ ăn là vậy mọi người. Thôi, bà Bê cũng xin kết thúc clip tại đây luôn ha. Bây giờ nếu mọi người thích clip này nhớ cho bà Bê một like và subscribe nè. Nhấn cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Bê ra clip nha. Và mọi người nếu mà thích những cái series như thế này nữa, tối nay bà Bê ăn gì á? Thì nhớ comment phía dưới luôn để làm động lực cho bà Bê ra thêm nhiều clip nữa. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye, đi chơi điện tử tiếp đây.